Hello anh em, lại gặp lại anh em. Mình mới đi mua con đèn này về xong, bây giờ nó bắt đầu khui nó ra đây. Cảm giác bóc hộp mấy cái đồ hãng này khá là thích anh em ạ. Con đèn này nó cao gần bằng người mình luôn. Mình sử dụng là ODC 1m2 anh em nhé. Với tổng hai bóng trắng của nó là 54W, 54 hay là 84 ấy, mình cũng không nhớ rõ lắm đâu. Nói chung là nó đủ sáng cho bể này thôi, bởi vì là mình chơi cơ bản thôi mà, không quá chuyên sâu về bù xếp, thế nên là cũng chưa muốn sắm những con đèn nó xịn quá. Khá là nặng. Bây giờ mình sẽ lôi cái chân của nó ra. Nó vừa in với cái bể mét 2 luôn. Nhưng mà có vẻ là nó hơi sát mặt bể thì phải. Tí nữa mình sẽ làm một cái kệ. Mình nâng cái đèn lên khoảng tầm 20 cm thì nó sẽ phủ sáng tốt hơn. Đây anh em, mình đã nâng lên đây. Anh em có thấy cái độ phủ sáng của nó tốt không? Bể thì sau 3 ngày ngâm lũa bắt đầu ra màu vàng. Bây giờ mình sẽ tiến hành rút hết nước ra. Rút cái nước của bể này mà cũng mất gần 1 tiếng đồng hồ anh em ạ. Khá là nhiều nước. Đây, mình vừa ngoài kho ra hàng tiết kiệm để nhận nốt cái đơn bù xếp cuối cùng này. Mình mua một lít của 5 anh em ở trên hội. Thì đây là đơn cuối cùng rồi, cuối cùng cũng nhận đủ. Bởi vì là anh em nào cũng tư vấn khá là nhiệt tình, thế nên là mình quyết định là chia nhỏ ra, lấy của mỗi anh em một ít. Mình tiến hành khui nốt cái hộp này ra nhá. Mấy đơn trước thì mình đã gỡ ra rồi, mình để trong thùng xốp ấy, đang thả trôi trong đấy cho nó quen nước. Gần như là hàng của anh em mình nhận theo mắt mình nó giống nhau. Nói chung là về ngoại hình nó cũng giống nhau khá khá. Bụi cũng khá là to. Còn về gen của anh em nó tốt hơn thì phải chơi qua một thời gian đã mới rõ được. Đấy, hiện tại thì mình đã nhận được cái đơn này là 2 lạng. Đơn cuối cùng này là 2 lạng anh em ạ. Mỗi anh em mình lấy đâu đó 2-3 lạng thì phải. Bụi khá là to và dày, không có lá giữa đâu anh em. Đơn này nhận cuối là bởi vì ship ở tít ở trong Quảng Ngãi ra, mất 3 ngày. Bụi sẽ vẫn khá là tươi, mình chỉ lo là mình nhận về nó nát hết ra rồi. Nhưng mà anh em này bọc khá là kỹ. Đây, tất cả cây của mình nhận trong vòng mấy hôm đây khá là nhiều. Để mà nói ra tính ra ngọn thì nó không đến 1,5 cân đâu, nhưng mà mình nghĩ là cũng gần đến đấy. Bởi vì có vài bụi nó khá là dễ, tức là nó nặng dễ, toàn dễ là dễ thôi. Với cái bể này thì mình sử dụng là rêu mini Taiwan, thế nên là mình sẽ ươm rêu trước vì rêu khá là mướt, thì mình để trong bể tép mà nó lên khá là xanh. Với cái bể này thì mình sử dụng là 4 vỉ 20 x 8, có lẽ là đủ. Mùa này thì chơi mini Taiwan nó lên ung tùm luôn, trong vòng khoảng 1 tuần là anh em phải tỉa. Nếu mà COI căng nữa thì tỉa mọi thay luôn. Truth is, it was a non-truth. Cold, I was never found.
anh đủ dụng cụ rồi. Tiến hành vào rêu đã, tí nữa mới bắt đầu vào bootstrap sau. Đầu tiên anh em bóp nhẹ cái vỉ rêu, sau đó luồn kéo vào cắt hết cái sợi cước đi. Cố gắng làm nhẹ nhàng, cẩn thận từ từ thôi anh em ạ. Những anh em mới chơi là rất hay vội vàng, mà thú vui thủy sinh thì không thể vội vàng được. Cố chậm chậm nhẹ nhẹ để lúc mà mình gỡ ra ấy, nó được thêm mảng. Mình sử dụng lại keo màu xanh này. Rêu thì mình sẽ bắn hết những cái cành lũa, trải đều từ trong ra ngoài. Tức là nó sẽ từ cái đầu nâu kìa, nó ra dần đều hết những cái thanh lũa. Anh em muốn nó không lộ keo khi mà vào nước ấy thì bóp thật ít thôi, sau đó gỡ đến một mảng rêu vừa đủ, đặt nhẹ vào, xong rồi lấy tay ấn. Khi anh em tác động một cái lực gì vào thì keo nó sẽ nhanh khô hơn á. Còn nếu mà để nguyên như mình như này thì nó sẽ rất là lâu khô. Bootstrap sau khi mà anh em lấy về ấy, thì nên cắt tỉa những cái rễ cạn đi, cắt tỉa sạch sẽ gọn gàng. Đó, cắt bỏ hết những lá rách giữa đi, những cái cành mà thân to như này có cái dáng lá nó hơi to thì mình sẽ để nó sát ở trong cái chân của cái đầu lâu, còn những bụi nhỏ kia thì chắc là mình sẽ giải đều nó ra đây.